Vâng, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Địa ốc Long Trường Phát. Hiện tại thì Long đang đứng ở đường D18 của tái định cư Mỹ Phước 1 nha quý vị các bạn. Và trước mặt của Long đây là một cái lô góc có diện tích là 10 x 20. Hiện tại là có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ký ốt nha quý vị. Thu nhập hiện tại là đang là 14 triệu một tháng nha quý vị. Đây, nếu mà quý vị các bạn để ý tới cái sản phẩm bất động sản này thì có thể là đã từng thấy Long review với cái sản phẩm này. Và cái mức giá mà Long đã review là 4 tỷ nhưng thực tế đã giao dịch rồi. Và bây giờ thì chủ sở hữu mới của cái sản phẩm bất động sản này lại cần bán, khi mà có một chút cần tiền để xử lý công việc của mình là mà cần bán lại và bán gần như là với gần bằng với cái giá mua mà trước đây chủ đã mua rồi nha quý vị. Thì như quý vị các bạn thấy thì ở đây là đang cho thuê như thế này. Cái mặt tiền đường D18A này là 20m nha quý vị, 20m. Thì ngay cái đường tràm đó thì nó là chung cư cao tầng. Thì chung cư cao tầng hiện tại chưa được có xây dựng. Chưa có xây dựng nha quý vị. Vâng, đây có thêm một kiosk nữa là 7 kiosk quý vị này. Đây. Và đây là đường G4 này. Đường G4 này thì đi xuống phía bên trái có một cái đường tràm thì đó cũng được gọi là chung cư của khu vực này. Hiện tại cũng chưa được xây dựng. Ở đây thì đối diện của lô góc của mình thì gồm có một cái quán nhậu sắp được có một cái quán không biết là hoạt động trong lĩnh vực gì nhưng mà cũng sắp chưa có hoàn thiện, đúng không? Còn bên kia của đường bên kia đó chính là đường D17 và đó chính là khu công nghiệp của Mỹ Phước 1. Đây thì có thể thấy là cái mật độ kinh doanh buôn bán như vậy. Thời điểm này Long đang làm video clip này thì khá là muộn, bởi vì lúc này là khoảng 18 giờ nha quý vị. Khoảng 18 giờ. Đây quý vị các bạn có thể thấy là đây là cái sản phẩm gốc mà Long đang chào bán cho quý vị các bạn. Tọa lạc trên tái định cư Mỹ Phước 1 mở rộng. Con đường D18 này, D18A này là con đường thông dài từ ngay chung cư để đi về đường N6, một con đường huyết mạch thông thẳng từ khu nghiệp để đi về đường DA2 của Mỹ Phước 4. Thì chắc là quý vị các bạn quan tâm đến bất động sản Mỹ Phước thì chắc chắn sẽ biết tới con đường DA2 hay là con đường N6. Và bây giờ thì Long sẽ đi bộ ra một xíu để quý vị các bạn thấy được cái cảnh kinh doanh buôn bán tại cái khu vực đường N6 của tái định cư Mỹ Phước 1. Con đường D18 này thì mật độ kinh doanh thì mức độ ở bình thường, nhưng mà đối với cái sản phẩm bất động sản vừa rồi thì rất là phù hợp cho quý vị các bạn mua vào để tiếp tục có những cái dòng tiền thu nhập hàng tháng là khoảng 14 triệu. Khoảng 16 triệu nha quý vị. Khoảng 16 triệu. Đấy. Cái thứ hai là quý vị các bạn có thể sửa chữa lại thành những cái quán cà phê, một căn nhà kết hợp với quán cà phê hay là quán nhậu, bởi vì dân cư ở đây thì khá là đông. Chất lượng video thì nó hơi tối, hơi mờ một xíu. Rất là mong quý vị các bạn đang xem video clip thì thông cảm, bởi vì cái thời điểm này thì các cái hệ thống đèn ấy, là chưa có, ở đây là chưa thấy đèn đường nha quý vị. Ngay ở đoạn này thôi thì cái khu vực của cái ngã tư giao giữa đường D18A này với đường N6 thì cái mật độ kinh doanh thì khá là đông nha quý vị. Khá là đông và khá là tấp nập. Thì ngay ra đây thì quý vị các bạn sẽ dễ hình dung hơn về cái mức độ phát triển của khu vực tái định cư Mỹ Phước 1 mở rộng này. Đây quý vị này. Vâng, trước mặt của chúng ta đây là đường N6 của tái định cư Mỹ Phước 1. Đây. Cái mức độ mà dân cư hiện tại lấp đầy trên cái khu vực tái định cư Mỹ Phước 1 này thì khá là đông nha quý vị.
lấp đầy khoảng tầm 95%. Nó là một cái khu vực lấp đầy rất là nhanh. Và tại sao nó phải có sự lấp đầy nhanh như vậy? Bởi vì bên kia thì đó chính là khu nghiệp. Ngay cái hàng đèn đường đấy thì đó chính là đèn đường của khu công nghiệp Phú Quốc. Và đây thì mật độ kinh doanh buôn bán là như vậy đấy quý vị. Đấy. Đây. Ở đây thì có đầy đủ các tiện ích như là các cái siêu thị VinFast này. Quý vị các bạn có thể thấy cái siêu thị VinFast này. Hay là các cái siêu thị mini. Như vậy. Đây, siêu thị VinFast đây. Và con đường N6 này thì sẽ đi về khu vực của Mỹ Phước 4. Đi xuống một chút và ngay đằng sau của mình thì đây là ngay đằng sau của cái hướng mà camera Lâm đang quay đây. Thì đó chính là khu nhà ở xã hội BKMX của Mỹ Phước 1 mở rộng. Bên kia nó là khu công nghiệp của Mỹ Phước 1 và nó cũng là tái định cư của Mỹ Phước 1 nha quý vị. Đấy. Đặc biệt hơn nữa là quý vị các bạn khi mà mua cái lô góc ở bên trong đó thì cần nhu cầu về hỗ trợ vay vốn thì chủ vẫn sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị nha quý vị. Như vậy là Long nhắc lại là cái mức giá hiện tại mà chủ đang gửi cho Long chào bán tới quý vị các bạn đó là 4 tỷ có bớt lộc. Và gần như là cái giá này là gần như là bằng cái giá mua vào của chủ rồi. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi, lắng nghe và đồng hành cùng kênh Địa ốc Long Trọng Phát. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo về bất động sản Bình Dương.